Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng với tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ khởi công quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Quảng Yên, Quảng Xương. Với quy mô gần 100 hecta, quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, kết hợp các dịch vụ nghỉ dưỡng, văn hóa, giải trí, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, tái hiện một thị trấn Nhật Bản pha trộn phong cách truyền thống và hiện đại. Nước khoáng nóng Quảng Yên có nhiệt độ phát lộ trên 44 độ C, vượt chuẩn onsen trị liệu của Nhật Bản, tốt cho sức khỏe và cải thiện làn da. Quần thể này tạo ra hệ sinh thái onsen độc đáo, góp phần khẳng định du lịch 4 mùa, sớm đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực. Năm ngoái Sun Group đã khai trương giai đoạn 1, khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng chuẩn Nhật đầu tiên của Việt Nam, Yoko Onsen Quang Hành tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.